Thưa quý vị, hiện nay trên bán đảo Sơn Trà, tình trạng người dân và du khách cho khỉ ăn vẫn tiếp diễn. Việc cho khỉ ăn gây nhiều hiểm họa khôn lường, không chỉ gây nguy hiểm cho khách, gây tai nạn giao thông, làm mất bản năng sinh tồn của khỉ, mà còn có khả năng lây lan một số bệnh truyền nhiễm từ động vật có bệnh sang người. Trên bán đảo Sơn Trà có 3 điểm nóng mà khỉ thường hay tập trung đông, đó là khu vực Miếu Đôi, trước cổng chùa Linh Ứng và trước khu nghỉ dưỡng Intercontinental. Theo đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền vận động người dân và du khách không cho khỉ ăn, như đặt nhiều bảng cấm, phân bổ đội an ninh trật tự tuần tra và thành lập đội tình nguyện đứng tại các điểm để kịp thời nhắc nhở. Với sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình trạng cho khỉ ăn đã giảm nhiều hơn so với trước đây. Hiện sắp tới mùa du lịch cao điểm nên lượng khách du lịch đổ về thành phố đang gia tăng. Nhiều người chọn bán đảo Sơn Trà để tham quan vui chơi. Theo đó, khách khi thấy nhiều khỉ thì hiếu kỳ, phấn khích nên hay chụp hình cho khỉ ăn. Dự báo tình trạng cho khỉ ăn sẽ tăng lại. Hầu hết khỉ trên bán đảo Sơn Trà đã mất tập tính tự đi kiếm ăn ngoài thiên nhiên. Vì thời gian dài được khách cho ăn nên thành thói quen. Trong thời gian mà anh em đi kiểm tra và đi từng về việc cho khỉ ăn thì cũng có nhiều trường hợp người dân họ phản kháng, họ cãi lại. Nhưng mà anh em cũng cố gắng thuyết phục và tuyên truyền thêm để cho người dân hiểu được việc tác hại cho khỉ ăn là dễ xảy ra trường hợp là khỉ cắn người, gây khỉ tràn xuống đường, gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường. Nguy hiểm hơn, khi cho khỉ ăn cũng dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới, dấy lên nhiều lo ngại về đợt bùng phát dịch nguy hiểm. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở những đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu, sau đó mới được phát hiện ở người. Đây là một bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra, có thể lây lan từ động vật hoang dã sang người khi người có tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh và cũng có thể lây truyền giữa người với người. Hiện Việt Nam chưa có ca bệnh nào. Thì hiện nay thì thế giới đang y tế thế giới đang chưa xác minh là nguồn gốc nguồn gai của cái bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên từ châu Phi thì hiện nay dịch bệnh đang bùng phát châu Âu và Bắc Mỹ. Thì cái việc mà các bệnh dịch mùa khỉ này cũng rất là nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Chính vì lý do đó thì Ban Quản lý cũng rất là khuyến cáo người dân du khách hạn chế việc tối đa cái việc mà tiếp xúc với khỉ cũng như động vật hoang dã. Tuy là chưa khẳng định được nguồn lai, nhưng mà đó là cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải quan tâm, để ý. Để bảo vệ đàn khỉ, nhất là bảo vệ tính mạng của mình, người dân và du khách cần nâng cao nhận thức, chấm dứt tình trạng cho khỉ ăn.